bán sản phẩm gì để đỡ cạnh tranh hơn mà thu về lời nhiều hơn? Và làm sao để tránh những cái vấn đề liên quan đến việc vi phạm quy định bán hàng ở trên nền tảng của Shopee? Thì đó sẽ là hai cái chủ đề chính mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn trong video bài học ngày hôm nay. Bạn hãy xem và gom góp những cái kiến thức để dùng vào công việc kinh doanh của bạn nhé. Và chào bạn, mình là Đặng Tuyết. Trước hết mình sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc là vi phạm cái chính sách giao dịch ngoài của nền tảng Shopee trước ha. Và phần cuối cái video thì mình sẽ nói kỹ hơn về cách bán những cái sản phẩm như nào để bạn đỡ cạnh tranh hơn khi mà kinh doanh. Mọi người hãy ấn like, ấn thích video cho kênh nhé. Và mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Chị gái ơi, thông tin liên hệ để trong mô tả không được, ảnh không được, chat cũng không được thì để đâu cho phải ạ? Cho em xin một cách với. Mọi thứ sâu ra ở trên nền tảng của Shopee đều không được, nhưng mà sẽ có một cách, đó là bạn có thể để những cái thông tin như là số điện thoại này, Facebook, Zalo trong cái thư cảm ơn, cái phiếu bảo hành khi mà bạn gửi hàng, thì Shopee sẽ đánh giá là cái hành vi đó sẽ không vi phạm về chính sách giao dịch ngoài. Nhớ là trong bất kỳ trường hợp nào khi mà bạn chat với khách hàng á, thì không được chủ động xin thông tin của người mua nha. Trừ khi người mua họ sẽ chủ động cho mình cái thông tin của họ trong cái mục chat của Shopee thì được. Bạn nhớ nhé, người mua cho thì được, còn người bán xin thì không nha. À dế, nếu mà cái nick của bạn dùng bán hàng mà bạn đem đi mua hàng á, mà lại cho thông tin của bạn với cái shop nào đó trong cái mục chat thì cũng qua chừng nha, Shopee quét đó. Câu hỏi số 2. Trước kia đã từng nhắn tin số điện thoại với khách thì có bị tính lỗi không chị? Những cái tin nhắn trước đây mà có chứa thông tin giao dịch ngoài như là số điện thoại, Zalo hay là địa chỉ á, thì sẽ không bị ảnh hưởng. Shopee họ chỉ tính từ cái ngày mà ban hành quy định thôi, tức là cách đây khoảng 1 tuần rồi đó. Chú ý, riêng cái phần chat á, thì Shopee chỉ tính từ cái ngày mà ban hành quy định. Nhưng mà về cái phần ảnh này, mô tả này, trang trí shop, video, nếu mà có chứa thông tin giao dịch ngoài trước đó, nếu mà bạn không gỡ tất cả những cái thông tin liên quan tới giao dịch ngoài á, thì Shopee họ sẽ kiểm tra tất cả cái video và cái sản phẩm, ngay cả những cái video sản phẩm mà đã được đăng trước đây, để mà áp dụng cái hình thức xử lý theo quy định nếu mà có vi phạm. Có bạn hỏi là em để ảnh QR có được không? Shopee cấm dưới bất kỳ hình thức nào, như vậy thì cái mã QR cũng không được đâu bạn. Ví dụ để cái mã QR trên ảnh trang trí shop như thế này là vi phạm rồi nè. Câu hỏi 4. Sản phẩm của em là đồ điện tử, cần hướng dẫn khách cách sử dụng, vậy em gửi link YouTube trong mục chat thì có vi phạm không chị? Câu trả lời của Shopee thì vẫn không được anh chị em ạ. Cái giải pháp thay thế đó là để mà hỗ trợ người mua lắp đặt hoặc là sử dụng sản phẩm á, thì Shopee khuyến khích thứ nhất là sử dụng cái tính năng Shopee Video để mà hướng dẫn, và cái cách thứ hai đó là link livestream gửi cho người mua. Nhưng chú ý là cái link livestream á, thì chỉ xem được trên app Shopee thôi, và cái thời gian lưu trữ á, thì chỉ có 30 ngày. Tạm thời thì mình chỉ sử dụng những cái cách đó thôi, đợi thời gian sắp tới xem là Shopee có nới cái chính sách ra thêm hay không thôi. Ngoài ra thì bạn có thể làm theo cái cách này nè, đó là bạn có thể làm một cái tờ giấy in những cái bước hướng dẫn lắp đặt hoặc là sử dụng như thế này. Bạn có thể làm chuyên nghiệp hơn nhé, mình chỉ lấy mẫu ví dụ cho bạn dễ hình dung hơn thôi. Và trong mỗi cái tờ hướng dẫn sử dụng như vậy thì bạn có thể để hotline này hoặc là cái mã QR Zalo, bảo khách hàng là quét mã để hướng dẫn chi tiết hơn, ví dụ như vậy. Và đương nhiên là không quên nhắc khách hàng mà thông cảm, là vì cái quy định của Shopee là không cho gửi link video trong mục chat, nên là phiền khách hàng quét Zalo trong phiếu để mà được hỗ trợ tốt hơn, hoặc là gọi theo cái số hotline. Thì đó là cái cách tạm thời. Sau này mà Shopee có điều chỉnh gì á thì mình sẽ lên video cho bạn theo dõi sau ha. Ngoài ra thì còn có một số cái thắc mắc khác như là những cái sản phẩm ở chế độ hết hàng hoặc là ẩn thì có cần phải chỉnh sửa các thông tin liên quan đến giao dịch ngoài không ạ? Hết hàng hay là ẩn thì Shopee cũng quét hết nhé. Nên là bạn cần phải gỡ bỏ tất cả những cái thông tin liên hệ giao dịch ngoài dù là ở chế độ nào nha. Cách đây 4 năm thì cà phê rang hàng, cà phê rang xay bán ở trên Shopee hay là bán ở trên Facebook rất là ít.
Nhưng mà hiện nay rất là nhiều thương hiệu nhảy lên bán ở trên môi trường online. Từ những cái thương hiệu lớn như là Highland này, Trung Nguyên này, Coffee House này, cho đến những cái brand nhỏ khác. Chính việc bùng nổ nhu cầu uống cà phê hàng ngày như vậy nên là nó nảy sinh ra thêm một cái ngành mới. Đó là ngành cung cấp các thiết bị để hỗ trợ cho nhu cầu thưởng thức cà phê tại nhà hoặc là mang đi du lịch. Người ta đi bán cà phê, nhiều brand bán thành công quá rồi mà mình cò con, mình nhảy vô thì rất là khó. Thế thì giờ mình không đi bán cà phê nữa mà mình đi bán dụng cụ pha cà phê được không? Những chiếc máy pha cà phê gia đình tại nhà hay là những cái dụng cụ xay pha cà phê dành cho dân đi du lịch là một ngách sản phẩm đang thiên hướng đi lên. Thì đó là ví dụ cho cái sản phẩm khai phá một cái nhu cầu mới. Hoặc là bạn thấy cái xu hướng ngày nay á, nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch, và đặc biệt là cái ngách du lịch trải nghiệm như là trekking, camping, trèo đồi, lội suối đúng không? Cũng là một cái xu hướng mới nổi, thì bạn có thể bán những cái sản phẩm mà phục vụ cho những cái đối tượng này. Ngoài ra, để nghe thêm các ví dụ về sản phẩm ngách, thì tí nữa khi mà xem video này xong, bạn có thể gõ tìm là kinh doanh online 4X tặng Tuyết và bạn tìm đến cái video này. Thì trong đó mình cũng có nói một số ngách, bạn xem thêm để tham khảo ha. Câu hỏi số 6, ảnh sản phẩm có kèm các ảnh giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như là hóa đơn, giấy đăng ký kinh doanh, công bố sản phẩm, v.v. thì có chứa thông tin địa chỉ và số điện thoại của nhà sản xuất thì có bị tính là vi phạm không? Đối với sản phẩm thuộc ngành kinh doanh có điều kiện như là thực phẩm chức năng này, voucher và dịch vụ này, hay là ô tô, xe máy, xe đạp thì Shopee có yêu cầu là phải cung cấp những cái ảnh giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như là hóa đơn, giấy đăng ký kinh doanh hay là công bố sản phẩm có chứa những cái thông tin địa chỉ và cái số điện thoại của nhà sản xuất thì sẽ không bị tính là vi phạm giao dịch ngoài do cái tính chất đặc thù của cái chứng từ này, nên là không có sao ha. Câu hỏi số 7, ảnh sản phẩm phải chụp rõ bao bì, tuy nhiên là bao bì của sản phẩm có thông tin liên hệ của nhà sản xuất như là số điện thoại này, địa chỉ, kể cả ảnh chụp sản phẩm hay là video thì có bị tính là vi phạm không? Những hình ảnh chụp bao bì sản phẩm mà có chứa thông tin liên hệ của nhà sản xuất như là số điện thoại hay là cái địa chỉ á, thì sẽ không bị coi là vi phạm quy định giao dịch ngoài do đặc thù của sản phẩm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng là nếu mà cái thông tin liên hệ này nó không phải là của nhà sản xuất thì vẫn sẽ bị tính là vi phạm quy định giao dịch ngoài trên Shopee nha. Rồi, câu hỏi số 8. Nếu đơn hàng bị giao thiếu thì người bán có thể xin thông tin liên hệ của người mua để gửi bù sản phẩm không? Cái trường hợp này thì mình thấy cái cách giải quyết của Shopee đưa ra là khi mà mình gửi thiếu hàng thì người bán có thể là hướng dẫn người mua những yêu cầu trả hàng hoàn tiền với cái lý do là tôi chưa nhận được hàng, nhận thiếu hàng, để mà thanh toán lại cái số tiền đó cho người mua và hướng dẫn người mua đặt lại mà không được xin thông tin liên hệ của người mua. Thì mình thấy nó cứ lòng vòng. Thứ nhất là mất công khách chờ shipper tới lấy hàng hoàng này, mà có khi ship họ lười tới lấy, họ nhá máy mình rồi họ cập nhật lên app là người gửi hàng lại ngày lấy, làm cho khách hàng rất là ức chế, rồi làm mất công mất việc của khách ra. Bạn biết là tâm lý của khách hàng thì họ sẽ chờ cái tiền hoàng về rồi thì họ mới đặt lại, trong khi thì mình chỉ cần là có thông tin của khách hàng là mình sẽ tạo cái đơn ngoài sàn và mình sẽ gửi cái hàng thiếu cho khách. Chỉ mất vài ngày là khách sẽ nhận được, chứ mà bảo khách ấn hoàn hàng rồi đặt lại rất là nhiều khê. Mình hy vọng là Shopee sẽ sớm điều chỉnh cái vấn đề này để mà vừa tốt cho khách hàng mà vừa tốt cho nhà bán nữa. Rồi, đó là những cái thắc mắc thường thấy về chính sách bán hàng ở trên Shopee. Nếu mà bạn có những câu hỏi gì nữa thì cứ để lại bình luận ở dưới video này ha. Mình sẽ cố gắng giải đáp hết những câu hỏi của các bạn. À, nếu bạn nào mà chưa xem về những cái lỗi mới có thể bị khóa sản phẩm này, xóa sản phẩm khi mà bán ở trên Shopee thì có thể gọi tìm kiếm với cái từ khóa là Shopee khóa shop Đặng Tuyết, tức là thêm tên mình vào đằng sau, và bạn tìm đến cái video này để mà xem thêm cho biết nha. Sau đây mình sẽ chia sẻ một số cách chọn ngách sản phẩm sao cho nó đỡ cạnh tranh. Đầu tiên là bạn có thể chọn những cái sản phẩm khai phá nhu cầu mới. Thứ hai đó là khác biệt hóa sản phẩm. Mình ví dụ ngành nội thất đi. Mình có hai chiếc tủ đựng sách, trông có vẻ là giống nhau, nhưng một cái được làm từ chất liệu là thép carbon cao cấp và một cái là được làm từ gỗ MDF.
Cùng là chiếc tủ sách lắp ráp nhưng mà chiếc tủ sách này nó chắc chắn và nó có một cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là nó tạo ra một cái khung chính và một cái khung phụ. Bạn có thể lắp thêm bao nhiêu khung phụ tùy thích để mà tạo ra một cái chiếc tủ lớn tùy theo bạn. Điều mà ở những cái chiếc tủ gỗ mình chưa thấy có. Và trong khi giá của những cái chiếc tủ thép carbon á, nó cũng rẻ hơn một chút so với chiếc tủ gỗ MDF, thì đó chính là cái điểm khác biệt của sản phẩm. Sử dụng chất liệu khác này và có thể linh hoạt lắp ráp này. Cái điểm khác biệt này được gọi bởi một cái thuật ngữ, đó là USP, Unit Selling Point, điểm bán hàng độc nhất. Tức là cái sản phẩm bạn có cái mà những cái sản phẩm tương tự nó không có. Vậy thì khi hàng loạt những cái sản phẩm gần như giống nhau, cái việc làm ra hoặc là chọn một cái sản phẩm để bán có cái điểm khác biệt, có thể là về mặt chất liệu này, về thiết kế này, về tính năng hoặc là trải nghiệm khách hàng, thì sẽ giúp bạn thứ nhất là hạn chế được cạnh tranh. Có sự khác biệt thì sẽ giúp bạn thoát khỏi cái việc là khách hàng họ sẽ so sánh giá với những cái sản phẩm cùng chức năng. Cái thứ hai nữa là dễ marketing, quảng bá sản phẩm đến khách hàng hơn. Dễ ở đây là mình nêu bật được cái điểm USB này thì sẽ thu hút được khách hàng hơn so với những cái sản phẩm tương tự. Bạn hiểu ý mình nói không? Đó, chọn sản phẩm là phải chọn theo cái hướng ít cạnh tranh như thế. Chứ nhiều bạn mới nhảy vào kinh doanh online mà toàn chọn những cái mặt hàng phổ biến, nhiều người bán rồi thì rất là khó để mà mình kinh doanh tốt được. Mình phải xuyên tìm sản phẩm các bạn ạ. Chứ mình thấy nhiều bạn rất là lười tìm. Có bạn còn chọn những cái sản phẩm mà dễ kiếm, dễ nhập về bán mà không quan tâm tới cái việc là có nhiều đối thủ cạnh tranh thì sẽ rất là khó cho các bạn. Mình lấy thêm một cái ví dụ về ngành đồ chơi trẻ em ha. Cái ngành này cũng cạnh tranh rất là khốc liệt đúng không? Đặc biệt là khi mà có rất là nhiều sản phẩm nhập giá rẻ chủ yếu là từ Trung Quốc về, thì bạn có thể làm khác biệt bằng cách là tạo ra hoặc là tìm những cái sản phẩm đồ chơi giáo dục. Ví dụ thay vì bán cái loại đồ chơi phổ thông thì bạn có thể tập trung vào cái dòng đồ chơi phát triển trí tuệ hoặc là đồ chơi STEM để mà giúp trẻ phát triển cái tư duy logic và sáng tạo. Đồ chơi STEM tức là loại đồ chơi mà nó nằm trong bốn cái ngành, đó là khoa học, science, công nghệ, technology, kỹ thuật, engineering và toán học, math. Những cái dạng đồ chơi này các bậc cha mẹ ở thành thị thì quan tâm nhiều hơn là những phụ huynh ở khu vực nông thôn miền núi. Hầu như là chưa nhận thức nhiều về cái việc giáo dục cho con thông qua đồ chơi. Do đó mà những cái dạng đồ chơi này nó vẫn rất là tiềm năng ở Việt Nam. Thứ ba là chọn giá trị thay vì giá rẻ. Mình lấy ví dụ về ngách cà phê đi ha. Một cái ngách là khá cạnh tranh ở trên Shopee và cả Facebook. Đặc biệt là ở trên Facebook thì nhiều shop là xưởng rang cà phê bán giá cực rẻ. Thay vì chọn bán cà phê như bao shop khác thì cái thương hiệu này chỉ tập trung bán cà phê Arabica đến từ những cái quốc gia khác nhau như là Brazil này, Kenya này, Ethiopia này. Đó là cái giá trị khác biệt, không phải shop nào cũng có. Chính vì thế mà khách hàng mua những cái hạt cà phê này là những người sành điệu về thưởng thức cà phê. Do đó thì cũng sẽ giảm được cái sự so sánh giá với những cái shop khác. Thì như vậy cũng sẽ giảm được cái sự cạnh tranh. Thay vì lao vào bán những cái hạt cà phê như những shop khác đúng không? Hạ giá thật rẻ để mà cạnh tranh thì cái lợi nhuận thu về nó không được bao nhiêu cả. Và điều đó nó không làm cho bạn hào hứng trong cái việc mà phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Thì bây giờ bạn bán những cái sản phẩm chất lượng hơn, giá cao hơn, tuy là cái đơn nó ít hơn nhưng mà cái lợi nhuận thu về nó sẽ cao hơn thì quá đã rồi chứ còn gì nữa. Hay là cái shop này chuyên bán cái hạt cà phê specialty coffee thì đây cũng được xem là một dạng bán sản phẩm ngách. Mình biết là sẽ rất là khó để mà thuyết phục hầu hết mọi người đừng có hạ giá bán rẻ khi mà nghĩ đến cạnh tranh. Bạn biết sao không? Giá rẻ thì có thể mang lại khách hàng nhanh chóng, nhưng mà nó sẽ không bền. Những cái khách hàng nào mà họ thích giá rẻ thì họ cũng sẽ dễ dàng quay lưng khi mà họ thấy ở nơi khác rẻ hơn. Trong kinh doanh á, cái việc mà tạo ra giá trị mới là cái thứ mà khiến khách hàng quay lại mua lần 2, lần 3 và thậm chí là trở thành cái khách hàng trung thành của mình. Điều đó sẽ giúp cho bạn tăng lợi nhuận là 1 và kéo cái dòng lợi nhuận trong lâu dài là 2. Và tạo được cái mối quan hệ thân thiết với khách hàng là 3. Vậy, giá trị là những thứ gì? Là chất lượng sản phẩm này, là trải nghiệm khách hàng này,
chính sách bảo hành độ trả này, tốc độ giao hàng này, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết, vân vân và nhiều giá trị khác. Bạn cần ngồi xuống và ngẫm nghĩ xem là mình sẽ tạo ra những cái giá trị gì cho khách hàng khi mà họ mua cái sản phẩm của mình. Không thì nếu mà bạn muốn biết chi tiết hơn về cái việc tạo giá trị cho sản phẩm á, thì có thể để bình luận ở bên dưới cái video này ha. Nếu mà nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ làm riêng một cái video hướng dẫn kỹ hơn ha. Kinh doanh online nó giống như là một cái cuộc đua marathon. Bạn cần sự kiên trì, bền bỉ và quan trọng là có một cái chiến lược chuẩn bị đúng đắn thì cái cơ hội thắng nó mới đến với bạn được. Chứ mà hời hợt quá thì cũng chỉ mất công, mất thời gian của bạn, đôi khi là mất cả tiền nữa. Ok, hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi nhé. Bạn đang kinh doanh gì và bạn muốn Đặng Tuyết chia sẻ về cái vấn đề gì trong kinh doanh á thì có thể để lại bình luận ở bên dưới video này. Chia sẻ video này về cho bạn bè cùng xem và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi mà mình đăng bài học kinh doanh mới lên nhé. Bye bye!